Anh trọng tài ơi, anh trọng tài. Chọc xuống. Rồi. Hay. Tôi lại quá. Bắt được chuyền vào. Đánh chưa? Anh chưa, anh đang có giảm đá đây. Ở đây lâu không? Ôi. 43. Tí nữa chẳng là chết. Bốc bốc. Vào luôn đây, vào luôn đây. Vào đây, vào đây. Ờ để full HD nha, format thẻ này nha, quay hai trận đấy. Format thẻ này nha. Ôi. 1-3, 1-3-5. Tôi quay chân 5 rồi. Thì hai ông là quay chân 1 với chân 3. Nhìn người vào. Chạy. Vào luôn đây. Ôi cẩn thận mình chính em ơi. Tốt. 20 phút trận. Em cũng không biết. Lại có tính biệt vinh không anh? Chám chỗ vào kẹp người vào kia. Con bà con đi vào trong. Bắt đường chuyền vào, bắt đường chuyền vào. Sao? Sao? Đứng đứng đi. Chuyển đi đâu? Đừng đưa sang bên kia rồi anh. Biết đứng bắt bên kia rồi nhỉ?
rồi. Không sao, phát giảm nhẹ, phát giảm nhẹ. Thank you.
Đức gà đâu nhỉ? Ở đây. Đức gà đâu? Còn Nguyên. Giữ lại đã. Hay quá. Mà đứng. Hay quá. Về đi. Quay mặt. Bên đây này, đi Minh ơi, đừng xuống nữa. Và hy vọng rằng các bạn đến từ cái sẽ luôn đồng hành cùng với các chương trình tình nguyện. Lỏng bóng thế đã phá lên. Dương à? Em gọi cho anh Tân được. Dương đây. Dương gửi à? Rồi, anh gửi lại nhá. Xong anh gọi cho anh ấy xong rồi hẹn anh ấy lấy máy nhá, tại vì anh ấy đi làm rồi. Nha. C2 trong lịch đấy. Đứng im. Ở trong kìa. Chống cái nhỡ kia. Rồi. Thằng về đi thằng ơi. Kèm đi kìa. Hai hậu vệ luôn kìa. Bắt được vào. Bắt được vào giữa. Giữ bóng đó. Bước kìa. Về đi. Hai bóng vào em vào giữa đi. Bè mặt gôn kìa. Giữ lại đã. Rồi của mình đấy. Từ từ thôi. Được đấy. Ở đường. Bắt sau. Trưởng dự án vì cộng đồng và trưởng ban dự án này. Anh đứng lui anh ơi. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, kính thưa quý vị quý, kính thưa toàn thể tất cả đội bóng cũng như tất cả các bạn cổ động viên. Gì đây? Làm tiếp à? Anh cứ máy chiều cũng quay. Tại vì anh ấy phải đi làm, anh ấy đi công tác ấy, anh không nhà nên là phải lấy máy trước. Ok. Tập trung xem người. Đứng ở giữa sân kìa. Em chủ động em gọi cho anh ấy đi. Cái này là trực tiếp hay là gián tiếp? Đang làm.
thông qua giải đấu này. Ban tổ chức chúng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ có thêm được nhiều hơn những bạn giao lưu kết nối sau giải đấu. Và thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin được cảm ơn phòng thanh niên tình nguyện rồi cũng đã được đấy. Còn đây. Rồi. Có chị ấy ra khỏi sân đi. Quay full luôn ạ. Chẳng phải quay tình huống không? Không. Thôi bình tĩnh. Bắt đường vào thôi. Đang lỏng thế. Em anh. 3-0 rồi à? Mình kia quay. Tí nữa. À tại vì nãy em quay dở rồi. Giờ quay nó lại bị lệch bên. Nói đi. Đúng ạ.
Kiểu gì đấy?
đi chiều với đái. Anh. Anh cường chiều đá trận nữa. Ồ, xem em đá sáng luôn đi. Có sức không mà đá. Hả? Đâu? Thôi, đáng khóc vậy, khóc vậy. Anh em mình mới nhìn trình độ thôi.
57 nhân khoảng 62 là bác theo sân đúng không nhá? Điều là ở trên này đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Yeah.
Tách vào rồi. Hay quá. Cho chân rồi. Đi má nó ngon rồi.